À, đây là cái bộ dàn nhạc của chú cún Leapfrog. Nó là hàng thương hiệu nổi tiếng của Mỹ về đồ chơi giáo dục á. Nó đây công tắc tắt mở của nó có hai mức âm lượng là nhỏ và lớn ha. À, đây nó cũng ngoài ra có ba chế độ chọn. Đây đang chọn chế độ là màu sắc là colors ha. Đây music. Này là tính năng học. À, học đếm số. À, đếm số đi ha. À, đây nó theo thứ tự của nó là 1 2 3 4 5 6 4 5 nè. Và mỗi cái nút này nó có cái tính năng kích hoạt khác nhau nha. Để cho bé nó khám phá đó. À, cái trống ha, cái chập chèn. Simba, Simba. À, cái này thì là kéo xuống của cái kèn ha. Cái này. À, khi mà chuyển ngoài ra nó đây. Chuyển sang chế độ học về màu sắc. I love colors. Orange. À, chế độ này là nó học về màu sắc tên gọi của các loại nhạc cụ và âm thanh của nhạc cụ đó ha. Khi mà chuyển sang chế độ nhạc ở đây. À, nó sử dụng là ba viên đinh tiểu 3A ở đây.